Rồi, xin chào các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì hôm nay đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ quay gặp lại nhau trong một video hoàn toàn mới với cái chủ đề review đề thi TOEIC Listening. Và năm mới 2024 đã đến rồi các bạn ạ. Chúc các bạn có một năm mới đầy may mắn và đạt được những mục tiêu mà các bạn cần. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn những câu hỏi Listening TOEIC Part 1 đã xuất hiện trong đầu năm 2024 này. Thì trong giai đoạn tháng 1 á, thì thực ra có một bạn giáo viên của mình đã đi thi à, nên là các bạn ấy đã cập nhật cho mình những câu hỏi mới xuất hiện trong đề thi năm nay. Và đây chắc chắn là những câu hỏi mà nó có thể sẽ xuất hiện trong giai đoạn quý 1 của năm 2024 này đấy. Bạn nào sắp thi thì các bạn có thể coi cho kỹ nha. Rồi ok, và ở đây mình sẽ review lại những bức hình mà bạn giáo viên đã gặp trong cái đề thi đó à, bạn có thi máy các bạn ạ. Rồi ok, thì ở đây bức hình đầu tiên xuất hiện mà mình muốn cập nhật cho các bạn, đó là bức hình này. Dĩ nhiên đây là những gì mà mấy bạn giáo viên của mình vẽ lại theo trí nhớ thôi đó. Thì nó có một cái bức hình này nè các bạn, nó có một người đàn ông, ổng ngồi ở ngoài, ổng làm gì các bạn biết không? Cái này là cái gì? Này là cái nồi, tức là ổng đang rửa những cái nồi. Ngồi đường rửa nồi có xà bông đầy đủ các bạn. Rồi ok, thì trong câu này để làm được, các bạn học cho mình từ này, đó là cooking pot, tức là những cái nồi nấu ăn, đúng không các bạn hiểu không? À, thì tất nhiên là rửa nồi là các bạn phải biết từ này rồi. Và câu này đáp án như thế này nè: The man is cleaning a cooking pot, tức là người đàn ông đang rửa một cái nồi. Nó đơn giản là như vậy thôi. Đây là một câu mà mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà trình độ khoảng 500 thì các bạn hoàn toàn có thể nghe được. Đó, nhưng mà nếu bạn nào không biết từ vựng này, các bạn học nha. Rồi, chuyển sang cái câu tiếp theo, một bức hình nữa. Đây, đây là một bức hình tả vật các bạn. Nhìn vô là các bạn chắc cũng không biết mình đang miêu tả cái gì đâu, đang vẽ cái gì đâu. Cái bức tranh này là mình vẽ các bạn. Đó, ok. Thì ở đây là có cái hàng rào, đó, rồi một con sông, đó, phía xa xa là những cái nhà. Các bạn hình dung được không? Hình dung được không? Đó, đây là một câu rất khó nha. Câu này đã từng xuất hiện trong những năm trước đây rồi đó. Thì đố các bạn biết với một cái bức tranh tả vật như này, tức là trong hình không có người á, thì người ta miêu tả làm sao? À, thế mới là quan trọng nha các bạn. Thì ở đây để làm được câu này, các bạn bắt buộc phải học cho mình cái từ này nè, đó là từ reflect, tức là phản chiếu. Đây là một động từ nha. Và cái câu này người ta miêu tả gì các bạn biết không? Nhiều bạn nghĩ là người ta sẽ miêu tả nhà, nhiều người nghĩ là người ta miêu tả cái hàng rào, nhưng mà không, người ta miêu tả con sông. The sky is reflected in the body of the water. Tức là sao? Tức là cái bầu trời được phản chiếu ở trên mặt hồ, mặt sông á. Đó, bạn hiểu không? Tức là con sông này có màu xanh do trời phản chiếu xuống. Đây là một câu cực khó. Bạn nào làm được câu này thiệt sự trình độ chỉ có 990 trở lên mà thôi. Đây là một câu rất khó đấy các bạn ạ. Rồi, ok. Chuyển sang một bức hình nữa mình cập nhật cho anh em. Đó là bức hình này. À, một bức hình tả vật chắc chắn rồi các bạn. À, ở đây kiểu như là người ta đi picnic á các bạn, trải chiếu ra rồi có mấy người đang đánh đàn, mấy người phụ nữ đang đánh đàn guitar. Rồi ok, câu này để làm được các bạn học cho mình cái cụm danh từ này: musical instrument. Musical instrument là nhạc cụ, và one of the women is playing musical instrument. À, người ta không có dùng từ guitar mà người ta dùng cái danh từ chung chung là một nhạc cụ thì cũng đúng thôi đó, bởi vì guitar là một loại nhạc cụ mà các bạn. Câu này người ta nói là một trong những người phụ nữ đang chơi nhạc cụ vậy thôi. Đây là một câu mà cũng không quá khó, bởi vì cái danh từ musical instrument này mình nghĩ là rất nhiều bạn đã từng nghe qua rồi. Rồi à, thật ra trong đề thi TOEIC các bạn, khi mà người ta chơi đàn piano hay là chơi đàn guitar hay là chơi đánh trống gì đi nữa thì thường người ta đều dùng cái cụm danh từ này hết á. Rồi. À, đây là bức hình thứ ba cập nhật cho các bạn. Các bạn thấy đề cũng đâu có nở khó đúng không? Phần nghe thì part 1 không có nở khó quá đâu. Đó, cái khó nhất của đề thi 2024 này á thì là phần part 4 á các bạn. Cái đó khó nhất á. Rồi, còn những phần part nghe còn lại thì cũng dễ thôi. Rồi, ok. Một bức hình nữa cập nhật cho các bạn, đó là bức hình này. Một bức hình nhìn nó có vẻ khó hiểu, nhưng mà để mình caption lại cho. Đây là một cửa hàng bán quần áo. Đó, các bạn thấy quần áo treo đầy đây. Thì có một người đàn ông ổng mở cửa ra ngoài, thì cái này các bạn không cần quan tâm. Bây giờ các bạn chỉ cần quan tâm cho mình coi là đối với bức hình này các bạn nghĩ người ta sẽ miêu tả cái gì. Nhiều bạn người ta sẽ nghĩ là sẽ miêu tả người đàn ông đang đi ra khỏi cửa hàng đúng không? Đó, nhưng mà ứ đúng các bạn. Thật ra câu này các bạn phải học cho mình từ hanger. Hanger là cái móc treo quần áo. Đó, thế mới kinh chứ. Câu này người ta miêu tả như nào: There are shirts on the hangers. Tức là có những cái áo kiểu sơ mi á bạn, ở trên những cái móc treo đó. Tức là câu này là một bức hình có người, có hoạt động rõ ràng của một người luôn, nhưng người ta lại miêu tả vật, thế mới kỳ chứ. Đây là một câu dương đông kích tây. Bởi vậy các bạn lưu ý nha, đối với những bức tranh trong đề thi TOEIC mà chụp cảnh toàn á, tức là chụp cảnh rộng á,
thì mặc dù có người trong hình nhưng mà chưa chắc người ta tả người đâu, có thể người ta sẽ tả vật luôn đấy. Đó. Rồi, ok, chuyển sang một bức hình nữa cập nhật cho anh em. Đây là một bức hình theo ý kiến cá nhân của mình là nó quá dễ rồi. Cái này là vẽ một người phụ nữ, rồi một đứa đang chụp hình, đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Thì ở đây nhiều bạn sẽ nghĩ ngay, à câu này chắc chắn là nó sẽ miêu tả là người đàn ông đang chụp hình đúng không? The man is taking photo đúng không? Nhưng không, người ta không miêu tả người chụp hình đâu, người ta miêu tả cái đứa mẫu được chụp. À, và người ta dùng động từ gì các bạn biết không? Học cho mình từ này, pose. Pose là tạo dáng đó. À, câu này người ta nói nè, a woman is posing for a picture, tức là người phụ nữ này đang tạo dáng để chụp hình. Đây là một câu theo mình là nó cũng hơi hắc não thôi, chứ về khó thì cũng chả khó lắm. Đó, cái động từ pose này mình nghĩ nhiều bạn cũng biết rồi. Rồi, ok, chuyển sang một bức hình nữa. Và bức hình này đã từng xuất hiện ở cuối năm ngoái. Hình như mình cũng đã review cho các bạn bức hình này rồi hay sao ấy. Bức hình này không phải mình vẽ đâu. Một bạn giáo viên đi thi vẽ lại các bạn. Thì câu này á là một người phụ nữ, kiểu như bạn đang đi du lịch á, các bạn thấy vali vali không? Đó. Và bà đang đứng ở kế bên một cái máy, máy check in kiểu vậy á. Thì ở đây các bạn học cho mình từ machine. Machine là cái máy, cực kỳ đơn giản phải không? Máy nào người ta cũng có thể dùng cái danh từ này được hết, là danh từ chung nha. Rồi, và đáp án ở đây các bạn biết miêu tả sao? Nhiều người nói rằng người phụ nữ này đang đứng. Đó, nhiều bạn nghĩ rằng người ta sẽ miêu tả người phụ nữ này đang nhìn vào màn hình. Nhưng mà đáp án ở đây là the woman is using a machine, tức là người phụ nữ đang sử dụng một cái máy rất là đơn giản thôi. Đây là một câu mà mình nghĩ là ai cũng có thể đúng được. Còn bạn nào sai thì thôi. Rồi, ok. Thì đây là bức hình cuối cùng mình sẽ review cho các bạn đó. Nói chung là trong tháng này nó sẽ ra những bức hình kiểu như vậy. À, trong giai đoạn đầu năm nay á. Đó, thì bạn nào sắp thi các bạn chú ý những cái từ vựng mình review thôi. Đó. Và mình không nghĩ là đề thi listening quá khó đâu, nó chỉ khó ở phần cuối mà thôi. Chính vì vậy, các bạn hãy cố gắng ăn điểm ở những phần part 1, part 2 này, part 3 cũng có thể ăn điểm được nha, nếu mà các bạn nghe tốt. Rồi, ok, tạm biệt các bạn. Thì tới đây video cũng đã dừng lại. Nếu bạn nào muốn mình cập nhật những phần khác trong đề thi TOEIC của năm 2024 mới này thì các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ ra video sớm thôi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong video lần sau. Mình là anh Lê.